Hi, xin chào các bạn, lại là Tuấn đây. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Tuấn và cuộc sống Đài Loan. Thì hôm nay Tuấn sẽ đi đến thằng làng Củ Phần, Chiểu Phần thì nằm ở Tân Bắc. Thì từ đây đến đó thì khoảng hơn một tiếng thì mình sẽ đi xe buýt ở đối diện khách sạn của mình luôn. Thì cũng rất là tiện lợi luôn các bạn. Còn đây thì là những chiếc xe đạp U-Bike thì nó rất là tiện lợi luôn. Thì các bạn chỉ sử dụng sẽ thẻ EasyCard để quẹt quẹt và các bạn đi thì đi đến bất cứ nơi nào có cái trạm của nó thì các bạn sẽ trả xe này. Thì bây giờ mình sẽ đi đến trạm xe buýt để mình chờ chiếc xe buýt của mình. Thì vì hiện vì mùa dịch đó nên xe buýt cũng khá là ít, nên mình thấy chờ cũng khá là lâu đó các bạn. Nên bình thường mình nghĩ chắc cái nó sẽ nhanh hơn, có nhiều chuyến hơn. Trên xe buýt thì cũng có một ổ cắm sạc điện thoại luôn, nên mình thấy rất là tiện lợi luôn. Hello các bạn, tình hình là mình đã đến rồi. Mà vì một phút hư thân mất nết của mình ngủ quên trên xe buýt là mình đã đi lố trạm. Bây giờ mình phải đi bộ lại ngay chỗ làng Chiểu Phình. Mình đi cách mấy trạm ấy. Mình hỏi một bạn đi chung thì bạn nói là đi từ trạm đó mà đi về Chiểu Phình thì cũng hơi xa đó. Nên bây giờ mình phải đi bộ lại đó. Mình tự suy nghĩ lại, mình cứ nói là khuyến khích bản thân mình là nhờ mình đi bộ mình mới thấy những cái đẹp, mình mới quay được những cái đẹp này. À, các bạn thấy gì không? Hồ Chí Minh City thì 2256 km. Chỉ ra mọi người chọn 22 chụp hình các bạn. Sau còn uống nước thì hiện nay mình nghĩ nếu mà nhà cách đông á thì mình thấy nhộn nhịp và vui hơn, còn bây giờ tại vì việc á chữa khách đã vắng đi quá rất là nhiều rồi nên nhìn nó không còn đẹp nữa. Và mình đang chờ thì buổi tối nó sẽ như thế nào đây. Bình thường thì tất cả các quán đều mở cửa thì cứ mở đèn lồng rồi rất là đẹp luôn.
Bây giờ mình sẽ đi bộ qua cái nhà Tea House mà mọi người hay check in, hay chụp hình ở trên mạng á. Thì cái quán rất là đẹp. Ta đi qua thử xem nó có mở cửa không nha các bạn. Tự nhiên trở lại phong cảnh, ngắm phong cảnh hồi nãy ở giữa đoạn đường của làng chữ Phình á. Bây giờ sẽ đi bộ xuống cầu thang, sẽ đi xuống đường lớn. Ok, bây giờ mình đang tới Tea House Hoàng Tuyến ở đây. Mới tới, đây rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vô trong quán cà phê nha các bạn. Tea House. Để mình xem họ bán nước uống gì thì mình uống thử nha. Nó rất là cọp. Đèn quay à? Chào. Thế thì mình đang đợi cô dọn bàn để mình ngồi xuống các bạn. Thì có vừa khách vừa đi nên mình đang đợi để dọn bàn để ngồi xuống. Ok, mình đang ngồi ở quán nước mà mọi người thường hay check-in rất là nhiều luôn. Thì mình mới phát hiện ra, mình nói nhỏ nhỏ thôi, là nếu không mất mốt các bạn mà có đi lên đây chơi á, thì các bạn có thể đi qua quán cà phê đối diện. Đây nha. Em, có rất nhiều bạn đang ngồi đó. Thì cái quán đó thì sẽ nhìn qua được quán cà phê này và chụp hình rất là đẹp luôn. Còn khi mà vô quán này rồi thì mình không có chụp được hình. Thì ở đây có người Việt Nam làm nên mình nói hơi nó nhỏ xíu một chút. Nếu muốn các bạn có tới thì các bạn có thể nghe theo lời recommend của mình mà nhớ nha, đừng qua quán đó gì. Thì mình vừa kêu nước xong thì mình đang đợi nước lên ra nha các bạn. Vậy đây các bạn có bán cả đồ ăn tối luôn và có một set trà và điểm tâm. Thì cho bạn nào thích thì vào hãy gọi một set trà. Thì tính theo đầu người, một đồng 300 đồng. Thì có các món ăn kèm, các bánh ngọt ăn kèm và một phần trà ô long. Còn mình thì không thích uống trà lắm nên mình kêu một phần mình quên là sữa chanh dây. Thì mình đang đợi đem ra để xem coi sữa chanh dây có gì trong đó. Và mình nghe nói là có công chức dùng ngọt. Thì không biết cái như thế nào mà chuyến đi này của mình. Thì mình gặp rất là nhiều người Việt Nam luôn. Ngày xưa mình đi chơi thì mình không gặp người Nam nhiều như bây giờ. Còn bây giờ mình đi
nơi nào cũng thấy có người Việt Nam làm. Mình cũng rất là vui luôn, mình cứ đi vô mình không nghĩ là có gặp người Việt Nam, xong rồi vô nói chuyện xong bắt đầu cái mấy chị mấy cô cứ hỏi người Việt Nam hả? Ok, thì cảm thấy rất là vui, mình thấy người Việt Nam, thấy đồng hương của mình ở đây rất là nhiều. Thì bây giờ mình đang đợi đem nước mình ra thì mình sẽ review các bạn xem cái nước ở đây nó như thế nào nhé. Thì cái đợt trước qua thì mình không có biết được cái quán này, mình cứ đi vòng vòng mình thấy ở đâu rất là đẹp luôn mà mình không biết ở đâu, thì kỳ này mình qua mình mới tìm hiểu được và biết được cái quán ở đây. Thì cái lúc mà các bạn đi lên từ ở đường đi vào trong cái đường hẻm mà bán hàng rất là nhiều á, thì có rất nhiều cái đường ngõ ngách đi xuống, thì các bạn đi gần gần lên tới trên đỉnh cao cái chỗ mà nãy mình quay phim mà nhìn vô mặt trời lặn á, thì các bạn cứ không trước khi đến đường đó sẽ có cái hẻm, các bạn rẽ phải xuống là sẽ đi xuống cái tea house này. Thì hiện nay chắc mình thấy là các nhà ở gần đây mà có nhà lầu á, họ cũng đều mở ra cái quán cà phê ở trên để nhìn cái nhìn ngắm cảnh được, thì cái cảnh nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Đó. Thì đây là mình nhìn xuống thành phố cảng Cơ Long hay gọi là Kielung á, thì nhìn rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình chờ nước của mình tới rồi mình sẽ review các bạn xem nha. Ly nước mình cũng đem ra rồi các bạn. Thì để mình uống thử nha. Tưởng tượng mà sữa tươi mình pha với chanh dây á. Mình nghĩ thì nó hơi chua chua vị chanh dây, nhưng thật ra cái này giống như sữa mà sữa dâu đúng hợp các bạn. Mặc dù là hương dâu nhưng mà nó rất là ngọt. Một ly nước ở đây thì có giá 180 đồng. Thì các bạn đi đến đây các bạn sẽ ngồi đây thưởng thức và cùng ngắm cảnh về thành phố cảng ở đây thì rất là đẹp. Buổi tối mình những buổi tối đẹp, có nhiều thì nó lên đèn á. Buổi sáng thì không có, buổi sáng mình nhìn cảnh vật rõ hơn nhưng mà không có đèn. Còn bây giờ thì mà tất cả đều lên đèn á thì mình nhìn rất là đẹp luôn. Mình vừa uống nước xong, tính tiền xong thì mình đi ra nha. Mình sẽ quay lại toàn cảnh cái tòa nhà này cho các bạn xem. Ôi, ôi kể cho các bạn nghe, mình rất là quê luôn. Khi mình vừa bước vô quán đó là mình hớ rồi, nãy mình nói chuyện với các bạn là mình đã qua quán bên phía đây nè. Đâu? Ở phía đó đó, đối diện. Thì nó quay sẽ đẹp hơn. Mình vừa nói xong, cái lát mình ngồi xuống mình chuẩn bị kêu nước thì kêu một cô Việt Nam lại. Cái cô phục vụ lại Việt Nam hả? Ôi hồi nãy cô là dân bàn mình, xong rồi mình nói đó cô nghe hết trơn rồi. Xong rồi mình cảm thấy mình bị ngượng luôn các bạn. Xong từ đó mình gặp cô mình rất là ngại luôn. Đây là toàn cảnh các bạn thấy trên mạng người ta hay chụp hình đấy. Đó con góc chụp rất là đẹp luôn. Các bạn có đến đây có thể check in tại góc này và lên quán cà phê đây. Có cái này đối diện qua nè, để mình chụp hình, mình uống nước, mình ngắm cái tòa nhà này rất là đẹp. Còn bây giờ mình sẽ đi xuống khu phố để mình kiếm đồ ăn ăn nha. Đó như nãy mình nói các bạn đó, rồi đứng bên góc này các bạn quay qua chụp bên đây thì rất là đẹp luôn nè. Toàn cảnh của cái nhà này và mình về trên có cà phê đối diện, mình uống xong mình sẽ chụp hình qua cũng rất là đẹp luôn các bạn. Giờ bây giờ mình sẽ đi nha. Nhìn xuống rất là đẹp luôn. Mình sẽ đi lên. Là chiều mà đi sớm quá nên đèn chưa mở. Bây giờ mình đi thì bây giờ đèn nó mở rồi các bạn. Nhìn rất là lung linh luôn.
đường thì khá vắng, thì mình qua quán cà phê thì mới thấy quá tất cả mọi người đều tập trung quán cà phê ngồi rất là đông luôn. Bây giờ đi ra thì mọi người cũng về bớt rồi các bạn, vì dịch nên hầu như là tất cả quán đóng cửa và ở đây khá là vắng. Mọi người chủ yếu lại đi uống cà phê ngắm cảnh rồi đi về, chết đi nhặt trong khu phố này lắm. Quán mì ở đây để là mì hiếp vịt cay và đậu hũ. Bây giờ mình sẽ vô ăn thử các bạn. Hi, chị Hào là phải không? Chào anh sư có gì mà? Chẳng trung vấn. Thì mình có kêu một ghé một cái quán mì ở trên đường đi về, thì mì Đài Loan mình thấy đây có khá là đặc biệt ở Đài Loan. Mình rất thích ăn mì này và sẽ còn cái thùng nước, một cái nước trụng nước lèo riêng, thì người ta sẽ mình ăn món nào người ta sẽ bỏ món đó vô. Thì nãy mình kêu là một phần bò là lát là 40 đồng, một phần đồ hũ cá là 30 đồng thì được 3 viên, và một phần nấm chấm chấm 20 đồng và một phần mì. Thì tô mì của mình tại đây tô mì họ trộn nước xong rồi họ sẽ chèm cái nước sốt gì lên á, thì ăn nó cũng khá là vừa miệng và nó ngon. Mình khá thích cái món mì này, và cái sợi mì này cũng lạ nha các bạn. Bây giờ mình ăn nha các bạn, để mình thử xem nó có giống với cái mì ở trường của mình hay không, tại vì ở cổng sau của trường của mình cũng có một cái mì giống vậy luôn. Thì cái nước dùng á thì nó cũng vừa dùng, không có quá mạnh cũng không có ngọt, và nó có vị nghiêng về vị hơi cay hơi nhiều. Tại vì nãy cái quán mình nói á là cái quán mì đậu hũ và huyết vịt cay, như vậy thì cái nước dùng nó hơi cay. Thì cái vị này tại vì cũng nó vị khác với cái vị mì mình dùng ở trường của mình. Ở trường mình thì có một cái nước sốt chen lên, cho vậy thì nó mặn mà hơn một xíu. Còn ở đây thì không có nước dùng đó, nên cái nước chỉ là nước dùng bình thường và không có nước sốt lên đó. Nhưng mình cảm thấy thì nó vừa miệng, nó không quá mặn. Còn mì á, mình khá là thích cái sợi mì này. Đi ăn mì rồi mình cũng kêu cái mì này hết. Thì mì này được chiên lên trước và nó phồng nó giống như sợi giòn các bạn. Thì bây giờ trụng vô rồi thì nó vừa giòn và nó vừa dai á, ăn cũng khá là ngon. Để các bạn nên đến giờ các bạn nên thử ăn những cái quán này nha. Bây giờ mình sẽ ăn nó hết để mình đi về, mình bắt kịp chứ sẽ biết đi về nha các bạn.
mình đến đây cũng đã hết rồi. Nếu các bạn thích, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những vlog tiếp theo về cuộc sống, về du lịch và về những trải nghiệm văn hóa của Tuấn tại Đài Loan nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.